hàng Đồ Coffee Max xin chào tất cả các anh em thân thủ nha. Hôm nay Đồ Coffee Max sẽ giới thiệu cho anh em một mùi nhái hơi mới về này, gọi là V4 Hunter, gồm có 4 màu này. Đây là màu cam, màu đỏ đô, màu đen và màu xanh lá nha. Cái cấu tạo của cái con mồi này á là bằng chất liệu cao su này. Siêu dẻo dai luôn. Đằng sau là có một cặp lưỡi siêu sắc bén, chống vướng được nha anh em. Còn cái này là khi anh em mà quăng con mồi xuống nước á, mình kéo, mình giật dây thì nó sẽ tạo sóng để thu hút cá hơn. Chiều dài của con mồi này là 3,8 cm nha, nặng 7 g. Con mồi này thì chỉ chuyên dành cho họ hàng nhà Lóc. Chung là cái con mồi này á, nó rất là hiệu quả. Khách hàng ở bên em đã feedback rất là nhiều. Bình thường thì màu nào nó cũng nhạy hết, tại vì con mồi này sẵn là nó đã nhạy cá rồi. Chất liệu nó rất bền bỉ luôn, không bị khi mà cá nó táp á thì không bị rách, cũng không bị tuột nữa. Và anh em nào mà quan tâm đến con mồi này á, hoặc là muốn mua con mồi này thì để lại giúp em một chấm nha, hoặc là liên hệ cái số điện thoại mà em để cái link ở bên dưới video ạ, hoặc là ghé cửa hàng Đồ Coffee Max tại 186 Lê Lợi, phường 3, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha. Cửa hàng Đồ Coffee Max thì luôn có đủ tất cả các phụ kiện để cho anh em cần thủ gọi là yêu thích và đam mê về đồ câu á, như là cần câu, máy câu, phụ kiện, nói chung là bao gồm tất cả các phụ kiện mà anh em muốn mua luôn. Cửa hàng Đồ Coffee Max xin chúc tất cả các anh em cần thủ sau cái chuyến đi câu thì sẽ mang về được nhiều cá hơn. Xin chào tất cả các anh em cần thủ.